Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Trở lại thông tin hôm nay, mình lại cập nhật tiếp một cái thông tin mới liên quan đến diễn biến mới của vụ án bà Phương Hằng. Đây là thông tin lâu lắm rồi, hôm nay tất cả các trang báo truyền thông cũng cập nhật và đề cập đến vụ án liên quan đến gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay thì cái tên Huỳnh Quy Dũng và tên con trai của bà Phương Hằng được xuất hiện trên rất nhiều các bài báo qua vấn đề lùm xùm giữa sự tranh luận của gia đình. Trong thời gian vừa qua, sau khi bà Phương Hằng đã bị tạm giam thì ông Dũng có động thái như thế nào đối với bà Phương Hằng? Tất cả các cái diễn biến đều có trong nội dung bài viết hôm nay. Chúng ta cùng chia sẻ và theo dõi. Thưa quý vị, trên trang báo Công Thương chia sẻ bài viết về việc con trai của bà Phương Hằng phản đối việc ông Huỳnh Quy Dũng yêu cầu giám định tâm thần cho bà Phương Hằng. Vào hôm nay ngày 21 tháng 2 thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết là đã tiếp nhận đơn đề nghị và đơn xin cứu xét của ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo ông Tuấn cho biết thì kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đến nay thì ông Huỳnh Quy Dũng và luật sư danh tính nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm soát trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ của ông. Với lý do đây là tình tiết để bảo lãnh và giảm nhẹ cho bà Phương Hằng. Trong đơn thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, ông Tuấn không đồng ý giám định và cho rằng mẹ mình hoàn toàn đủ năng lực. Thưa quý vị, một cái tình tiết và diễn biến mới rất phức tạp xảy ra đối với gia đình Huỳnh Quy Dũng. Việc mà con trai yêu cầu để không giám định tâm thần đối với mẹ của mình, bà Nguyễn Phương Hằng, cũng có lý do. Và việc ông Dũng yêu cầu cơ quan điều tra giám định tâm thần cho bà Phương Hằng cũng có rất nhiều lý do. Và trong các cái lý do, nhiều cái yếu tố này thay, chúng ta có thể thấy được đây là một cái, có thể là một cái âm mưu, một cái vấn đề rất là quan trọng liên quan đến tất cả các cái diễn biến của vụ án bà Phương Hằng, từ tài sản cho đến tất cả các cái vấn đề pháp lý có thể tiếp theo trong diễn biến vụ án sắp tới. Trên thông tin thì ông Tuấn là con trai của bà Phương Hằng đã phản đối về việc yêu cầu giám định tâm thần đối với bà Hằng và cho rằng bà Hằng hoàn toàn làm chủ các hành vi về bản thân. Có nghĩa là ông Tuấn này cho rằng là bà Phương Hằng từ khi tham gia tạo ra cái drama này hoàn toàn tỉnh táo và không có vấn đề gì để gọi là ảnh hưởng về tâm thần, cho nên không yêu cầu khẳng định. Đây là mục đích không phải chỉ là liên quan đến vấn đề trước mắt mà có thể là vấn đề lâu dài về tài sản và của cải. Sau khi nếu như bà Phương Hằng thụ án thì có thể những diễn biến xấu và những diễn biến phức tạp có thể diễn ra đối với ông Huỳnh Quy Dũng. Cho nên những cái chiêu thức mà đưa ra giám định tâm thần và không giám định tâm thần, đây cũng là một cái chiêu thức để tính trước cái đường đi nước bước cho cái vụ việc sau này. Ông Tuấn cũng khẳng định rằng tình trạng sức khỏe của mẹ mình trước khi bị bắt tạm giam và hiện tại chỉ bị mắc các bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loạn lipid máu. Trong đó, bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh nhưng không làm ảnh hưởng đến nhận thức và bà Hằng hoàn toàn làm chủ về hành vi của bản thân. Theo ông Tuấn thì ông rất lo ngại rằng hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dừng ở việc là đánh giá cho tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề khác về quan hệ pháp luật về hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp quy định trong pháp luật về kinh doanh. Thưa quý vị, đấy là một cái mấu chốt của sự việc mà con trai của bà Phương Hằng không chấp nhận việc đi giám định tâm thần. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết đối với vợ chồng Dũng là vôi, dù rằng vướng vào pháp lý, dù rằng liên quan đến lùm xùm của drama này, dù rằng vướng vào một số nợ nần, nhưng tài sản và của cải của cặp vợ chồng này còn lại cũng khá là nhiều theo thông tin từ các nguồn tin từ mạng xã hội. Nhưng có thể là các cái tình tiết diễn biến như thế này mà Huỳnh Quang Tuấn này là con trai của bà Phương Hằng đã lo xa và tính cái việc rất là xa sau này. Nếu như giám định tâm thần cho bà Phương Hằng thì tương lai
tất cả các cái tài sản bà Phương Hằng và kể cả các con của bà không được thừa kế và hưởng cái phần này. Còn riêng đối với ông Dũng là Vôi, một tay quân sư cán cựu thì chúng ta cũng đã biết rồi. À, ông muốn giám định tâm thần với bà Phương Hằng cũng có thể là không phải là để giải quyết về pháp lý để cho bà Phương Hằng nhẹ tội, mà có thể là mục tiêu về các cái tình tiết pháp lý dẫn đến tình trạng hôn nhân và phân chia tài sản liên quan đến các cái diễn biến phức tạp sau này. Và đây là các cái chiêu thức mà đôi bên này đã nghĩ đến các cái vấn đề sau này đó các bạn. Ngoài ra thì ông Tuấn nêu ra hàng loạt lý do khác cho rằng ông Dũng đang cố ý làm trái và chiếm giữ tài sản của bà Hằng, như hồ sơ khám chữa bệnh tâm thần rất có thể bị làm giả, như trường hợp hồ sơ giả bị phát hiện tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Đấy, qua câu trả lời và chia sẻ của ông Tuấn thì chúng ta biết rằng chắc chắn rằng trong vấn đề nội bộ này cũng có một chút mâu thuẫn gì lầm chùm, cho nên đến thời điểm này chúng ta thấy rằng tất cả sự bộc bạch đều chia sẻ trước các bài báo và các thông tin từ nguồn tin từ cơ quan điều tra sau khi điều tra, xem xét tất cả các cái diễn biến đối với vụ án của bà Phương Hằng này. Trước đó thì vào tháng 10 năm 22, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng đã có đơn gửi các cơ quan chức năng xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình với lý do là bị can có nhiều hoạt động thiện nguyện đóng góp cho xã hội, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Ông Tuấn còn gửi đơn tới Công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin đặt cược 10 tỷ đồng để bảo lãnh cho mẹ mình được tại ngoại. Thưa quý vị, rất là thú vị trong nội dung của bài viết hôm nay. Và đến ngày 2 tháng 2 thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với bị can Nguyễn Phương Hằng để đề nghị điều tra bổ sung các vai trò về khách mời của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân trong các buổi tham gia live stream của bà Phương Hằng. Vào ngày 30 tháng 1 thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất các kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương. Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng. Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, là nhân viên của công ty cổ phần Đại Nam. Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, là trưởng phòng truyền thông của công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra thì từ tháng 3 năm 21, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản của mạng xã hội như YouTube, TikTok tổ chức nhiều buổi live stream qua mạng xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh là nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh là ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni là nhà báo Hằng Ni. Qua đấu tranh thì bị can Nguyễn Phương Hằng thừa nhận các thông tin mà bà đã phát ngôn trên các trang cá nhân này là do bà đọc trên Internet, bà đọc báo, bà nằm mơ chứ chưa có được kiểm chứng và không có căn cứ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì qua cái diễn biến từ cái bài viết này cho chúng ta thấy được cái nội tình sâu xa của gia đình Dũng là Vôi được thể hiện bộc bạch tất cả những cái biến cố sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam. Đến hôm nay cũng đã là hơn một năm rồi nhưng vụ án chưa được đưa ra xét xử, nhưng những vấn đề tranh luận lâm xâm giữa việc mà quyết định của ông Dũng là Vôi đối với con trai riêng của bà Phương Hằng có thể là có nhiều cái mâu thuẫn xung đột đang xảy ra trong nội tình. Nhưng hôm nay thì thực sự trên bài viết này cho chúng ta thấy căng thẳng về sự tranh luận về sự nội tình của ông Dũng là Vôi và con trai riêng của bà Phương Hằng. Ông Dũng là Vôi thì yêu cầu giám định tâm thần đối với bà Phương Hằng, mục đích cũng có thể là rất nhiều các chiêu thức phía sau nhằm để nhắm đến cái số tài sản còn lại và tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến các cái vấn đề làm ăn và những hành vi sai phạm của bà Phương Hằng có thể liên quan đến công ty của ông Dũng là Vôi, và quan trọng hơn là bảo vệ tài sản của gia đình ông để bảo vệ cho con riêng của ông Dũng là Vôi. Đây là một cái chiêu thức và một cái nước cờ rất là sâu xa của Dũng là Vôi. Chúng ta cũng đã biết đối với Dũng là Vôi thì một tay
kinh doanh đầu óc cũng khá là nhạy bén, cho nên việc mà vừa thủ đoạn và vừa chiêu kế để đưa ra để sử dụng các cái chiêu kế này thì không thiếu phải không các bạn? Chúng ta có thể nhìn nhận lại tất cả các cái biến cố xảy ra trong cái đời năm ma, những cái diễn biến trực tiếp trên các buổi livestream mà Dũng là Voi đã trực tiếp tham gia cùng với bà Phương Hằng, từ cử chỉ cho đến các cái động thái thì chúng ta cũng có thể thấy rằng ông chính là người quân sư và cũng có thể là một cái thủ thuật nào đó đứng phía sau để có thể khiến và đưa cho bà Phương Hằng vướng vào vòng lao lý. Bởi các buổi livestream ông biết rất rõ các hành vi của bà Phương Hằng là vi phạm pháp luật khi xúc phạm đến rất nhiều người, kể cả các tổ chức, cơ quan chức năng và các cán bộ, nhưng ông vẫn không can thiệp vào. Đến hôm nay thì tất cả các sự thật này đều tiết lộ qua bài viết này, cho chúng ta thấy rằng cái sự tranh luận căng thẳng giữa hai nhân vật là con trai riêng của bà Phương Hằng và ông Dũng là Voi được thể hiện qua bài viết này, thì cho chúng ta thấy nội tình đang có sự xáo xào với nhau. Còn riêng về ông Quang Tuấn là con trai của bà Phương Hằng, mục đích là không muốn giám định tâm thần cho bà Phương Hằng, là để bà Phương Hằng đủ tỉnh trí, tỉnh táo để thực hiện các cái nghĩa vụ về pháp lý đối với điều 331 của mình, thì bà còn có cái quyền lợi là để thừa kế các cái tài sản có được của hai vợ chồng bà. Và hiện tại thì dù số nợ rất là lớn nhưng tài sản còn lại của hai vợ chồng Dũng là Voi này cũng khá là nhiều đó các bạn. Cho nên đây là các cái chiêu thức của giữa hai con người. Có thể là cùng chung một nhà nhưng nhiều chí hướng và nhiều cái sự toan tính trong vấn đề này. Rất là thú vị, chúng ta có thể thấy rằng cái biến cố và diễn biến của gia đình của cặp đôi đại gia và CEO này cũng còn rất nhiều các cái biến cố khá là phức tạp đấy các bạn. Giữa con trai riêng của bà Phương Hằng đối với ông Dũng là so, thì sau khi bà Phương Hằng vướng vào vòng lao lý thì chắc chắn rằng cái nội tình này cũng không mấy êm đẹp và hòa thuận cho lắm. Dũng quân sư thì chắc chắn về cái mưu cao tài trí của Dũng thì đã tính rất là sâu xa, tính đường đi rất bước rất là kỹ càng. Cho nên cái việc mà ông đưa bà Phương Hằng ra để giám định tâm thần đó cũng là một cái chiêu thức để bà Phương Hằng nếu như sau này liên quan đến vấn đề hôn nhân mà hai cặp đôi này có thể xảy ra vấn đề lùm xùm, thì ông cứ cho rằng bà Phương Hằng vì bị bệnh tâm thần cho nên không đủ tính cách pháp lý để thừa kế và hưởng các cái quyền tài sản, các cái quyền lợi về tài sản mà hai người này đã gây dựng nên. Đấy là cái chiêu thức mà ông muốn giám định tâm thần cho bà Phương Hằng, chứ không phải là muốn đem lại cái lợi lộc gì cho bà Phương Hằng cả. Thực ra thì sau cái drama thì chúng ta mới thấy rõ được cái âm mưu của Dũng quân sư kia. Có thể là nhiều nguồn tin cho rằng ông cũng muốn đẩy và để cho bà Phương Hằng đi càng xa càng tốt. Bởi vì sau khi ông biết được tất cả các cái quá khứ dĩ dãn dơ dái và cái nội tình về mưu cao trí độc của bà Phương Hằng sau khi liên quan đến ông Võ Văn Yên và tất cả các cái vấn đề về tư tình giữa cuộc sống đời tư, thì chúng ta thấy Dũng quân sư này cũng không mấy hài lòng cho lắm, cho nên cũng có thể đây là một cái mấu chốt quan trọng mà khiến ông bằng mặt chứ không bằng lòng, có thể là để xúi dục và cài một cái bẫy nào đó để khiến cho bà Phương Hằng càng lún sâu vào trong cái bẫy pháp lý như vậy. Hay đó là cái kết cục hôm nay bà Phương Hằng phải nhận. Về cái sự ngáo ngơ của bà cho rằng lúc nào bên cạnh tôi cũng có là ông chồng tôi là một sĩ quan công quân đội, là một công an, là một đại biểu quốc hội, cho nên tôi dám nghĩ, dám chơi, dám làm. Các bạn thấy không? Đó là một cái dại của bà Phương Hằng. Nhưng không biết rằng đằng sau đó là cái mưu và cái chiêu thức của ông Dũng quân sư này, có thể là như vậy. Có thể là muốn đẩy bà Hằng này đi quá xa để cho ông thoát khỏi và tránh đi cái nợ, cái gai trước mắt, khi bà này thì quá là cương lĩnh, quá là coi như là ngang tàn. Nói chung là một con ngựa bất kham, khó khiến, cho nên cũng có thể đây là một cái chiêu thức mà ông không muốn tiết lộ ra, nhưng ông đã ngấm ngầm sử dụng cái chiêu thức này. Còn riêng đối với con trai riêng của bà Phương Hằng thì chắc chắn là sẽ muốn bảo vệ cho bà mẹ của mình, nhằm để bảo vệ cái quyền lợi riêng cho ba đứa con riêng của bà. Hiện tại thì
Đứa con riêng của bà Phương Hằng, Nguyễn Quang Tuấn này là đại diện pháp lý, có thể là muốn bảo vệ số và khối tài sản khổng lồ của bà Hằng, để sau này nếu như có vướng bận về pháp lý, về hôn nhân, thì những đứa con riêng của bà Phương Hằng còn có thể là thừa kế được cái số tài sản này. Cho nên không muốn bà Phương Hằng phải đi giám định. Ây cha, việc này nghe căng và rắc rối đây các bạn ha. Nếu như không giám định thì bà Phương Hằng có thể vướng vào cái tội đang bị khởi tố. Đó là các cái bản án rất là căng, nhưng dù có căng đi hay sao thì cũng có thể là đỡ hơn. Và có thể sau khi bà Phương Hằng thực thi cái mệnh lệnh của mình đối với pháp luật thì bà vẫn còn tỉnh tí để về giải quyết cái công việc của gia đình. Nếu như giám định tâm thần thì bà liệu bà được có thể đủ tư cách để thừa hưởng và thừa kế và đủ quyền hành để hưởng cái khối tài sản mà hai người đã có hay không? Đó là cái mấu chốt quan trọng mà những con người này đã nhìn ra đấy các bạn. Nhưng chúng ta cũng đã thấy rất rõ trong các cái diễn biến này, dù rằng cái nội tình như thế nào, nhưng một cái góc nhìn khách quan, chúng ta thấy rằng thâm cung bí sử của một gia đình này còn rất nhiều các cái ẩn khúc mà chúng ta chưa nhìn thấy. Và tiếp tục chúng ta sẽ theo dõi những diễn biến tiếp theo. Chắc có lẽ trong thời gian tới đây thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục chia sẻ và thông báo tất cả các cái diễn biến về kết quả điều tra về ngày xét xử bà Phương Hằng. Lâu lắm rồi thì hôm nay lại xuất hiện một cái thông tin về diễn biến mới trong cái vụ bà Phương Hằng này. Thì chúng ta thấy chắc chắn rằng thông tin về vụ án của bà Phương Hằng sắp có kết quả và cũng sắp có một cái hiệu ứng mới trong thời gian sắp tới. Cho nên đây là một cái dấu hiệu rất là tích cực và đáng mừng cho chúng ta. Thưa quý vị, đó là thông tin ngắn gọn qua các bài viết hôm nay. Thì chúng ta thấy diễn biến phức tạp và mới nhất trong nội tình thâm cung bí sử của gia đình ông Huỳnh Quy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng này sẽ có những cái biến cố như thế nào. Qua bài viết hôm nay thì chúng ta thấy rằng nội tình có dấu hiệu đang bị xáo xào sau khi bà Phương Hằng đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam. Đến hôm nay là hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa đưa ra xét xử trước pháp luật. Thưa quý vị, đó là thông tin cập nhật thêm để gửi đến quý vị và các bạn tham khảo thêm. Đến đây thì mình xin kết thúc thông tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào, thân ái ạ.